nhiều. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ tới tiết mục Tân Cổ và Xã Tôi Number One của dân ca Châu Thanh. Để xin mời ạ. Bà con mạnh khỏe. Bà con ơi, có nhớ ngôi sao Việt Dương không? Tất cả trong chương trình Ngôi Sao Việt Dương cũng rất nhớ tất cả bà con. Và thầy rất là hạnh phúc trong thời gian vừa qua. Tất cả chương ekip của Ngôi Sao Việt Dương rất là hạnh phúc vì được sự ủng hộ nồng nhiệt của tất cả bà con ở khắp nơi. Và những lần Châu Thanh đi diễn ở nước ngoài thì Châu Thanh cũng được những lời khen của tất cả quý bà con dành cho chương trình Ngôi Sao Việt Dương. Hạnh phúc quá, quá là hạnh phúc luôn. Xin cảm ơn người em là Thu Dừa đã tạo ra chương trình hôm nay để có một cái sân chơi thật là tuyệt vời cho tất cả bà con ở khắp nơi hội tụ về đây để cùng tham gia chương trình. Sắp tới đây thì lúc nãy Thu Dừa mới nói là mùa 3 sẽ chuẩn bị bắt đầu. Bà con ơi, một tràng pháo tay để chuẩn bị cho mùa 3 bà con ơi. Còn bây giờ kính thưa tất cả bà con, hôm nay gặp gỡ lại chúng ta gặp nhau trong ngày chuẩn bị đón chào năm mới, vì vậy cho nên Châu Thanh sẽ có một bài hát xin phép thay mặt tất cả những người đàn ông tặng cho tất cả những người phụ nữ là những người trên cả tuyệt vời. Vì vậy cho nên Châu Thanh sẽ gửi đến những người phụ nữ có một bài hát được mang tên là Bà Xã Tôi Number One, nhạc Nguyễn Phi Hùng và lời giọng cổ của Châu Thanh. Và đặc biệt hôm nay Châu Thanh sẽ mua món quà nước mát Sài Gòn để tặng cho bà xã mình năm mới luôn. Vì hôm trước Châu Thanh đã có uống rồi, nước này rất mát mà nó ngủ ngon lắm. Bà xã tôi năm vòng hoa, bàn tay em bóng bánh mềm mại mà bây giờ tôi có đi
tình em ấm nồng. Sáng năm ta kiếm cô tí cho vợ chồng mình thêm vui. Xin cảm ơn những tràng pháo tay nồng nhiệt của tất cả quý bà con. Và kính thưa tất cả bà con, bài hát tiếp theo Cao Thanh sẽ trân trọng gửi đến tất cả bà con với một bài hát rất là tình xuân. Lâu nay thì kính thưa bà con đã từng thấy Cao Thanh hát chung với chị nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, cũng như là với các những người em của Cao Thanh như là Thanh Hằng nè, rồi Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Cẩm Tiên, Phượng Hằng. Và hôm nay, lần này Cao Thanh hát với một người nghệ sĩ rất đặc biệt, đó là nghệ sĩ vợ tôi, đang học Quỳ Châu. Vợ ơi, đâu rồi? Bữa nay em có mua quà tặng cho em nữa nè, nước mắt Sài Gòn nè, em đâu? Ở đâu mất rồi? Học Quỳ Châu ơi, đâu rồi? Chị, chị ơi, chị. À, âm thanh sao quá hả? Sao rồi rồi. Sao anh hát mà chị bỏ về vậy? Không phải, không phải, đừng có nói gì vậy. Chị đi, chắc là chị đi xuống tiệm gái cho một tiên đâu đó mà. Mà chị. Đây à. Chắc mày, chắc mà mấy bạn vô chị đi đâu vậy? Với anh Thành đó. Dạ, anh Thành à. À, bà cô bác. Năm mới Lộc Thị Châu xin kính chúc cho ông bà cô bác an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và tràn đầy hạnh phúc. Bài hát Cao Thanh cùng Ngọc Quỳ Châu trân trọng gửi đến tất cả quý khán giả thân yêu là một bài ca rất nổi tiếng của nhạc sĩ Bảo Trấn. Bài hát được mở tên Tình Duyên Đầu Năm. Chào có tay rồi con bác ơi. Xin mời, xin mời cả một khán phòng chúng ta một trong tay nồng nhiệt bà con ơi. Quá rồi, quá tuyệt vời. Hội quán hôm nay vui quá. Chào luôn xin anh. Cảm ơn chị rất nhiều. Bữa nay là dành thời gian để đến để ủng hộ hội quán Ngôi Sao Việt Vườn và gửi tiếng hát đến quý bà con hội quán. Bây giờ em nói anh là bữa giờ là em ở hội quán nè. Bà má tới ủng hộ hội quán rất là nhiều và bà con bác cũng hỏi em là khi nào là tổ chức mùa 3 mà mùa 2 mình mới tổ chức vừa hết xong tháng 12 nè. Cho nên là tới khoảng tháng 3 mình mới tổ chức được mà bao giờ bà con nôn nóng dữ lắm. Dạ, chị xuống ngay, chị xuống. Dạ, chị xuống, dạ, cảm ơn chị Ngọc Huyền Châu. Dạ, rồi bây giờ là mùa anh với anh Minh Nhí, Chị Huyền hứa em là tham gia tới 100 rồi anh làm sao mùa 3 này sao? Anh chắc tử trong mùa 99 thôi, 99 hả? Mùa 99 được rồi. Còn bởi vậy cho nên thì từ mùa 1, mùa 2 rồi, thì mùa 3 thì tới mùa 99 thì anh cũng luôn luôn gắn bó với em. Dạ. Phương Dùa, anh Cô Thanh, chị Ngọc Huyền với lại Minh Nhí cùng tất cả quý anh chị nghệ sĩ cũng rất là vui, rất hạnh phúc khi mà cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn được đông đảo quý bà con hát yêu mến như vậy. Và từ cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mà nó có cái hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn và khi vừa đã kết hợp được với Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bình Chánh để mình tạo được cái sân chơi như vậy thì khi vừa sẽ cố gắng vận hành để làm sao cái hội quán mình nó mà một mỗi ngày nó đông vui như thế này. Rồi mình sẽ mời được các anh chị em nghệ sĩ, anh Châu Thanh, chị Ngọc Huyền Châu rồi các anh chị nghệ sĩ nữa tới để phục vụ văn nghệ cho bà con bác. Tôi vừa biết là bà con bác Bình Chánh mình rồi bà con bác lân cận rất là yêu mến văn nghệ luôn, nhưng mà thật sự thì cũng cũng hơi ít những cái hội quán hoặc là những cái sân chơi, cái địa điểm mà nó tổ chức những cái chương trình như vậy. Thương Dừa cảm ơn bà con bác rất nhiều. Và một lần nữa thì cho phép Thương Dừa xin lỗi tất cả quý bà con bác. Tại vì Thương Dừa thấy bà con bác đang giờ đang là
mình đang tập trung vô một cái khuôn viên hơi nhỏ, đang rất là chật hẹp luôn, và một số bạn bác thì tới trễ cho nên là không có chỗ đi xe, không có chỗ vô luôn, phải đứng ngoài hàng rào luôn. À, dạ Phú Vừa cũng thành thật xin lỗi, Phú Vừa sẽ đề nghị lên ban giám đốc của Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Chánh sẽ cho mình một cái khuôn viên tự hơn một xíu nữa để mình tổ chức những chương trình văn nghệ lớn như vậy, để bà con bác có chỗ ngồi để mình xem chương trình văn nghệ cho nó đã. Dạ bà con bác lưu ý nha, nãy có một chị nãy say mê anh Châu Thanh hát quá, để con đi ra sau cánh gà luôn rồi chỉ đi mới kiếm được, chỉ mừng quá trời. Bà con bác dạ có lạc điện thoại cũng được, có lạc cái ví cũng được, nhưng đừng để là con là chồng đi nha. Dạ giữ kỹ nha. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, cảm ơn em, và một lần nữa Châu Thanh xin trân trọng chào tạm biệt tất cả quý bà con. Dạ.